Xin chào các em, chúng ta sang bài mà số ID là 011. Bài này vẫn nằm trong khóa hữu cơ cơ bản 12 tổng ôn trên lớp. À, các em có thể theo dõi lại với những em mà các em chưa làm được những bài này trên lớp. Bài này là bài cho điểm, bài rất quen thuộc, bài các em có thể xử lý ngay được. À, đốt cháy gồm có cellulose. Ok, gì nữa? Glucose, saccharose, nó đều có chung một điểm là đều là carbohydrate và đều có thể biểu diễn dưới dạng như thế này. Và kết quả khi đốt cháy các bohirat thì quan hệ mong của thầy là CO2 luôn bằng với oxy. Đó, đó là cái quan trọng nhất. Tiếp tục, bài toán này đốt cháy, vậy thầy nghĩ đến dồn chất. Thầy dồn thành carbon, bẻ ngay carbon và bẻ ngay nước ra ngoài. Thì nước không cháy và có số liệu là gam là 4,2 gam rồi. Vậy để tìm được M của cái các này, chỉ cần tìm được C là xong. Thì C của thầy có số mol bằng với CO2 bằng không 25. Vậy giá trị của M chúng ta tính được luôn bằng 0,25 x 12 cộng 4,2 gam nước kết quả bằng 7,2 gam đáp án phải có là đáp án C